Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của các trận lũ cát xảy ra ở Bình Thuận thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng rất khó để dự báo lũ cát từ xa đối với từng vị trí cụ thể. Chính vì vậy, người dân cần đề phòng khi sống dưới các đồi cát bị cắt ngang bởi các công trình hạ tầng, giao thông. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, địa hình ven biển Bình Thuận có nhiều đồi cát. Những đồi cát này được hình thành từ tác động của gió và nước mưa chảy tràn qua nhiều năm và cấu kết khá chặt chẽ. Do độ dốc của các đồi, đụn cát ở mức vừa phải, cân bằng, mặt đồi lại được cây cỏ, thực bì bao phủ, nên cát ở đây rất khó sạt lở, ngay cả trong những trận mưa lớn. Nhưng ở những đồi cát được đào xới làm dự án thì đã bị làm sạch thực bì hoặc bê tông đường trong dự án. Do không còn cây cỏ nên khi mưa lớn, dòng chảy mặt rất lớn. Dòng chảy này sẽ xói bề mặt, tập trung vào một số khu vực thấp hơn và tạo ra các khe nứt lớn với độ dốc lớn. Các khe nứt này chính là nguyên nhân làm cho khối đất cát trở nên mất ổn định. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, hoạt động săn lấp bề mặt trước đó cũng làm xáo trộn, chuyển dịch đất cát, tạo ra các khu vực đất cát không ổn định, dễ thấm nước, dễ sạt lở và hóa lỏng. Các khối đất cát lớn thấm đẫm nước sẽ tạo ra áp suất thủy tĩnh rất lớn, làm đất cát sạt xuống theo các khe nứt, bị hóa lỏng, tạo ra các lũ cát chảy xuống đường và khu dân cư như vừa qua xảy ra ở Bình Thuận. Để tránh lũ cát tương tự xảy ra trong tương lai, cần phải cẩn trọng trong việc làm thay đổi những cân bằng trong tự nhiên ở các đồi cát ven biển Bình Thuận. Khi xây dựng công trình ở đồi cát ven biển, cần có những khảo sát địa chất, thủy văn cẩn trọng để xây dựng phương án chống sạt lở một cách phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Ca đề xuất, đối với một số khu vực có nguy cơ sạt lở lớn, phải dùng biện pháp công trình, khoan và lắp đặt các ống thoát nước ngầm, đồng thời xây dựng một số tường chắn tại các khu vực xung yếu để ngăn cát sạt lở xuống đường và khu dân cư. Ngoài ra, cần hạn chế việc làm sạch lớp phủ thực vật tại bề mặt hoặc khôi phục lại lớp phủ thực vật này nhằm làm giảm tốc độ dòng chảy mặt, ngăn chặn việc hình thành các rãnh sói. Theo các chuyên gia, các công trình hạ tầng xung quanh đồi được coi như bức tường chắn mạch nước chảy. Dù các hệ thống này có làm các lỗ thông nước, nhưng với lượng mưa lớn, cát thấm nhiều nước sẽ chảy không kịp. Vì thế, trong các quy hoạch phát triển, cần tính tới các đặc tính tự nhiên của từng vùng, hạn chế tối đa can thiệp của con người để làm giảm thiểu thiên tai. Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 5 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, vừa xảy ra vụ sạt lở cát sau trận mưa lớn tối ngày 20 tháng 5. Vụ sạt lở khiến cát tràn xuống tuyến đường ven biển Mũi Né, gây ách tắc giao thông trong khu vực nhiều giờ liền. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, từ cuối tháng 4, những trận mưa lớn đã tàn phá bang Rio Grande do Sul của Brazil, gây ra lũ lụt lịch sử khiến hơn 150 người thiệt mạng, gần 100 người vẫn mất tích và hơn 500.000 người phải di rời. Bang Rio Grande do Sul nằm ở điểm giao nhau về địa lý giữa khí quyển nhiệt đới và vùng cực, nên thường đối mặt với những trận mưa dữ dội và hạn hán nghiêm trọng. Theo cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Brazil, khoảng hơn 1,4 triệu người đã bị ảnh hưởng, với ít nhất 754 người bị thương và khoảng 165.000 người phải di rời. Ít nhất 135 người vẫn đang mất tích. Lũ lụt thảm khốc đã phá hủy cơ sở hạ tầng và cầu cống, chặn đường vào Portico Alegre. Các kệ siêu thị tại đây đã trống rỗng và tình trạng cướp bóc xảy ra vào ban đêm. Thống đốc bang Rio Grande do Sul, Eduardo Rite cho biết, các tính toán ban đầu cho thấy cần ít nhất 18 tỷ real, tương đương với 3,68 tỷ đô la Mỹ để tái thiết lại sau khi thiệt hại đã lan sang các khu vực trang trại xung quanh thủ phủ của bang. Ông chia sẻ trên mạng xã hội, ảnh hưởng của lũ lụt và quy mô của thảm kịch là vô cùng tàn khốc. Theo CNN, chính phủ Brazil cam kết chi khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để tái thiết khu vực bị lũ lụt tàn phá ở miền nam nước này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil cho biết, theo kế hoạch, chính phủ nước này sẽ chi 10 tỷ đô la Mỹ để tái thiết bang Rio Grande do Sul, nơi ít nhất 107 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương do lũ lụt trong những ngày gần đây. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ đã cam kết cung cấp 1,1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các doanh nghiệp và các biện pháp giúp người dân giữ được việc làm. Giáo hoàng Francis đã gửi 107.000 đô la Mỹ để hỗ trợ những người phải sơ tán. Trong khi đó, tỷ phú Mỹ Elon Musk tuyên bố, công ty vệ tinh Starlink của ông sẽ hỗ trợ 1.000 thiết bị đầu cuối cho các đơn vị ứng phó khẩn cấp và sử dụng miễn phí tất cả các thiết bị đầu cuối cho đến khi khu vực này được phục hồi. Lượng mưa kỷ lục xảy ra trong khu vực có liên quan đến El Nino, hiện tượng khí hậu tự nhiên làm ấm vùng nước ở Thái Bình Dương và có xu hướng mang lại lượng mưa lớn ở miền Nam Brazil. Tình trạng nóng lên toàn cầu trong thời gian dài, chủ yếu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch, cũng làm trầm trọng thêm thời tiết khắc nghiệt trong khu vực. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 24 tháng 5. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Và tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là những thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo.